nên cậu ta chở mình về. Vì say quá quên mất đường về nhà nên cậu ta chở mình về nhà cậu ta luôn. Không cần nghĩ ngợi gì mình chạy một mạch vào giường ngủ luôn. Không biết tại sao nguyên nhân gì mà mình ngủ ở nhà mình từ lúc nào và còn cởi đồ ra hết luôn. Mình vội chạy ra ngoài xem thì thấy máy báo khách là hai người. Mình nhìn xung quanh thì thấy một bạn gái. Nhìn kỹ hơn thì ra là đồng nghiệp mình, ha ha. Mình chạy ra ngoài xem thì trời cũng đã tối rồi. Hỏi đi hỏi lại thì đồng nghiệp mình bảo sếp gọi qua gấp nên mình vội vào nhà thay đồ. Nhưng tối quá đi bật điện đã. Thay đồ xong mình đi vệ sinh à, thôi rửa mặt là được rồi. Tính ra tắt điện trước đi ra khỏi nhà tại có khách nên thôi. Xong mình lấy xe chạy một mạch ra với sếp. Thì thấy cán bộ trực cổng lộ ra một thái độ bất thường và mình cũng đã biết sẽ bị như nào rồi. Thôi mình vào đây. À quên mất, mình chào các bạn nhé. Chắc đây sẽ là lần cuối các bạn thấy mình mặc bộ đồ cảnh sát này rồi, hu hu. Còn gì nữa đâu mà khóc với.